Và hello các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Win Meow Ken đây. Thì hôm nay chúng ta lại đến với một combo mới của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng combo của trái like nha các bạn. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn cho mình một like và một subscribe để mình có nhiều động lực làm ra những video mới và những combo xịn nữa nha các bạn ơi. Giờ ta bắt đầu thế nào, get go. Thì nhà mình đang có lễ ăn bà ông bà nội, nên là mọi người nếu mà nghe được tiếng thì mọi người thông cảm cho mình nha. Thì nếu mà mình nói hơi nhỏ thì các bạn thông cảm cho mình, thì các mình là chấp nhận tí thông cảm nhá. Thì hôm nay mình sử dụng thần diệt quyền 600 mark, ánh sáng 600 như nhau, đinh ba gai. Cứ ta lên hội tập tính nhỉ. Bây giờ ta bắt đầu đó nha. Mình nhớ combo của mình như nào mình quên rồi. Bây giờ mình sẽ lấy combo ra nhé mà. Ok nha. Đây, đầu tiên combo như này đây. Đấy, combo của tôi như vậy. Ui giời ơi, 20.000 đam. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Khủng chưa? Không nên nào cản bước được ma gaming đâu, nhưng mà nó một vật tập cái thì chịu nha. Mình không biết nha, không biết hết nha. Bây giờ tôi sẽ thử lại cho các bạn nha. Ok, bây giờ hồi hết máu rồi. Bây giờ tôi sẽ thử lại nha các bạn ơi. Ok. Không dùng kịp chiêu nha. Nhà vua ở đây mà. À đợi, đúng rồi, mình nhận thật. Đấy. Thì combo nó rất là dễ. Thì bây giờ mình sẽ thử ra cho các bạn nha các bạn. Ok. Thì lúc nãy mình bị combo chậm tí, thông cảm lại công tám với người ta nhé. Mình không nói hết nha. Nhưng mà lúc đấy bạn phải nhanh. Lúc đấy là lúc đầu tiên là tôi bị chậm chậm tay. Lúc thứ hai làm thì tôi bị chậm tay tí, mọi người phải thông cảm với tôi chứ. Mọi người trai hiến cho nó là tôi chứ cá. Bây giờ sẽ thử lại nha. Đấy, ok, đấy. Bây giờ mình sẽ thử test combo nhá. Test combo với đây bắt mình này này. Đây, bây giờ mình sẽ nói với bạn của mình nhé các bạn. Các bạn đợi mình vài giây nha. Đây thì mình nhờ các bạn của mình đây. Bây giờ bạn của mình sẽ ra đấu trường để ấy nhé các bạn. Đây thì combo này. Bây giờ mình sẽ test combo nha. Giờ chạy nha, giờ chạy nha, giờ có chạy nha. Lại đi, lại đi, lại đi, lại đi, thoát ra vào lại đi. Thoát ra lại đi. Cả hai cùng vào đi, cả hai cùng vào đi. Ok, ok. Ok nha. Rồi ok, okay. Hoàn tất đã tắt thấy nhá. Ok nha, combo như này các bạn. Bây giờ mình sẽ combo lại nha. Cái này combo cũng được này. Ok, không nên có nó đứng. Ok nha. Đấy, đấy combo của mình 13.000 đam. Các bạn không cần từng chữ X là cũng ăn được các bạn ạ. Đấy. Thì combo của mình 20.000 đam các chị. Đấy, combo của mình là rất là xịn luôn các bạn. Và nếu các bạn thích video này, các bạn cho mình một like và một subscribe để mình có nhiều động lực ra những combo mới nhé các bạn. Bây giờ thì bye bye các bạn nha. Chết, mình combo nhầm. Thôi bye bye các bạn nha.